Ngày hôm nay, tròn trịa 2 năm, chúng ta đã trải qua những ngày tháng khốc liệt của dịch bệnh Covid-19. Xin mọi người dành ít phút để nhìn lại câu chuyện dưới đây, để thấy rằng tất cả mọi người đã mạnh mẽ đến mức như thế nào. Đúng ngày này, năm 2021, mình đã chứng kiến tận mắt cảnh dịch đã cướp đi bao mạng sống. Buổi sáng hôm ấy, mình đã chở ba quan tài đến để bỏ đầu hẻm cho những gia đình có người mất. Còn đây, mình cùng nhóm mai táng Nhật Tâm chở hai xác chạy ra một bãi đất trống ở vùng ven Sài Gòn làm mai táng. Mấy anh em thì dựng lều, kẻ thì quấn thi thể bỏ vào trong quan tài. Một thầy tụng đến để làm lễ, người nhà quỳ lạy giữa trời nắng gắt. Dù giải chiến nhưng đám tang này vẫn diễn ra một cách tươm tất. Thân nhân của hai gia đình cùng quỳ lạy chung một bàn thờ. Còn đây, một câu chuyện đau đớn nhất. Đây là đoạn video chị Biết, ngụ ở quận Bình Tân, đã gửi đến cho mình. Qua màn hình điện thoại, mình đã nhìn thấy bốn mẹ con đang ngồi cận kề với một thi thể dương tính với dịch bệnh. Đó là người chồng và người cha. Có gì ủng hộ phụ em với. Ổn am thay, lúc đó nhà hỏa táng ở thành phố Hồ Chí Minh quá tải. Cơ sở mai táng đã lợi dụng việc này, đã đẩy giá khiến cho chị phải vay nặng lãi khắp nơi để có thể lo chi phí mai táng cho chồng. Nay, mình có dịp đến viếng anh nhân đám giỗ 2 năm, ngồi cùng với chị Biết nhớ về những khoảnh khắc không thể nào quên. Có khi nào lúc đó bạn nghĩ rằng mục đích sống của chúng ta không còn là danh vọng và tiền bạc, hơn hết phải tồn tại khi xung quanh chúng ta chứng kiến bao nhiêu cái chết đang diễn ra. Nhớ cái ám ảnh nhất là hồi đó là những cái hình ảnh mà chị gửi cho em xem á. Đó là cái thi thể của anh. Dạ đúng rồi. Mà thi thể anh nằm trên gác đây nè. Dạ đúng nằm rồi. Nằm kế bên mấy đứa nhỏ nữa. Dạ. Lúc anh mất thì mất trong cái bối cảnh nào chị nhớ? Thì nói chung là cái chị đi cách ly là anh ở nhà với mấy đứa nhỏ. Xong rồi chị đi cách ly được 5 ngày thì anh cái ngày thứ 5 là chị được về á, là anh qua anh rước chị về. Anh qua anh rước chị về thì tối đó là ngủ chung với nhau trong phòng. Lúc đó là chị đang ăn mướn cái nhà ở ngoài kìa, chứ không phải là trong cái trọ này đâu. Cái nhà mà đối diện cái nhà làm tóc á, nhà là em vô là cái nhà làm tóc bên đó đó. Là nói chung là mấy bà con ngủ với nhau trong phòng vậy đó. Cái tối đó anh cũng còn ho ho ho. Cái em mới nói vậy này, anh đang còn ho thôi, ngày mai lên gác anh ngủ trên gác đi, cho dừng ngủ chung trong này rồi lỡ rồi nó lây cho tụi nhỏ nó tội. Cái ngày hôm sau về thì anh nói với em là anh nhức đầu. Anh nhức đầu cái em cũng lấy thuốc nhức đầu, rồi thuốc mà ở trong chỗ mà chị cách ly á, người ta cho uống thuốc gì thì chị về chị cũng mua thuốc y hệt giống vậy chị cho anh uống. Xong rồi cái anh nói là cũng thấy không có đỡ nữa, cái chị mới nói vậy thôi thì đi khám, đi ra bệnh viện khám đi coi thử sao. Anh mới nói thôi để 1-2 ngày đi nữa coi thử sao. Mà giấy hẹn của anh thì ngày 6 tháng 8 là chích ngừa, chích vaccine á. Anh nói là ngày 6 là anh được đi chích ngừa. Nhưng mà ai dè tối đó anh lên gác anh ngủ thì anh mất mà chị cũng không biết anh mất lúc mấy giờ nữa. Tại vì mấy đêm mà chị ở bên bệnh viện là chị không có ngủ được. Xong cái tối đó chị về cái chị ngủ, chị cũng không có để ý gì tới anh nữa. Tới 5 giờ 10, 5 giờ 15 gì á là chị dậy chị nấu đồ ăn sáng thì chị cũng thấy yên ắng thì thôi chị nói anh đang mệt mà giờ anh ho 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 mà giờ anh ngủ được thì thôi để cho anh ngủ. Mình đi nấu đồ ăn sáng, cái chị mãi chị cũng đi làm cháo làm đồ cho anh vậy đó. Cái tới 6 giờ kém 10 cái chị lên chị thức anh dậy để ăn á, thì chị lên chị mới phát hiện là anh mất. Chứ không thôi chị cũng không biết là anh mất lúc mấy giờ nữa, nhưng mà anh thì vẫn cái nằm cái tư thế, cái tay thì bỏ gối trên đầu vậy, một tay thì để những người vẫn cái tư thế nằm ngủ vậy đó. Chứ không có hay là đau, hiện tượng đau thì mình quằn quại hay là sao không, cũng không có có hiện tượng quằn quại, mà tư thế nằm ngủ bình thường vậy đó. Mà sau này của anh là bị tím hết này. Mà dạ, phía sau này là của anh tím nhát hết. Mà cái thằng em chồng thì nó lên nó nói là anh một phần là bị đột quỵ, nhưng mà dạng là trong người thì hết đột quỵ rồi, mà dạng là anh bị hậu Covid rồi, anh bị đột quỵ á, anh bị hậu Covid á, chứ không phải là anh bị Covid đâu, anh cũng có bị nhưng mà hết rồi, mà cái này là giống như hậu của Covid á. Thằng
em chồng nó nói vậy đó. Chứ lúc đó thì gọi cho bên phường gọi quá trời người ta không bắt máy. Tới hồi thì có một chị bắt máy xong rồi cũng có người tới, có ba người tới. Tới test xong rồi nói anh bị dương tính rồi người ta đi thôi chứ người ta không có giống như xịt khuẩn hay là không có một người nào bên phường mà tới liên lạc hay là tới hỏi thăm gì hết á. Sao không có xịt khuẩn không đấy không? Dạ không. Lúc đấy chắc là quá đông quá tải đúng không? Lúc đó là quá tải với là lúc đó là giống như người ta chết nhiều quá rồi cái ai cũng sợ không có có dám là lui tới. Chỉ có là lúc đó là có một cái anh ở ngoài này anh mướn người tới xịt là lúc đó vậy giờ người ta xịt dùng là người ta xịt có cái gác trên đó với lòng vòng quanh trong nhà là người ta lấy 500 ngàn. Cái hôm đó là tại khu lúc anh mất ở nhà đấy thì là có những ai ở nhà? Chỉ có mình em với ba đứa nhỏ. Cả ba đứa nhỏ ở đấy luôn? Dạ, ba đứa nhỏ ở đó. Rồi xong mới cho người nhà anh hai thì người nhà anh là em trai lên. Thời điểm đấy là những ai tiêm vaccine rồi trong chỗ nhà đó? Trong nhà em chưa có ai tiêm vaccine hết. Ngay cái ngày mùng 6 là cái ngày đó là anh được tiêm là cái ngày anh đâm mắt luôn á. Ừ. Dạ. Tại vì anh cũng 2 tháng dịch đó là anh không có đi làm. Anh trên công ty thì cho nghỉ nhưng mà làm ở nhà, làm ở trên máy vi tính á. Còn chị thì mới nghỉ được có 1 tháng, còn anh thì nghỉ 2 tháng rồi. Mà chị cũng không biết là chị dính ở đâu, nó quanh ở chỗ xóm nhà thì cũng không có ai bị, mà phía dưới thì mới có bị, mà phía dưới thì chị cũng không có trực tiếp với người ta nữa. Mà cũng không biết là mình vướng ở từ ở đâu về, chị cũng không biết luôn á. Sau khi mà ba người người ta vào, ta xác định là dương tính rồi thì quá trình đấy tiếp tục như nào, không chị gọi đâu nữa? Nói chung là ở cái anh khu phố là có cho cái em rể là một cái số của cái ông nào ở ngoài phường á. Xong cái ông đó mới cho cái đứa em rể là cái số điện thoại để mà mình liên lạc với bên cái đội mai táng á. Dạ, liên lạc cái đội đầu thì nó đòi 25 triệu. Xong rồi cái mà nó hẹn tới khuya nó mới có thời gian nó mới tới được chứ giờ nó cũng kẹt. Xong rồi đội điện cái đội thứ hai á thì nó nói là 27 triệu là 6 giờ tối nó tới. Mà 6 giờ tối mình không thấy đâu hết, mình điện hoài luôn á, nó không có thấy nó tới mà mãi tới 11 giờ đêm nó tới. 11 giờ rồi nào nó mới điện là nó mới trên đường tới. Cái chị mới nói là vậy thôi 11 giờ rồi thôi nghỉ hồng đi đóng mai rồi gì rồi điện chị Cúc tới cũng được chứ giờ giống vậy rồi vừa tốn tiền mà lại là trễ rồi á. Cái mấy người bên phường là điện với em, mấy đứa em là kêu là đem đi gấp chứ không có cho để giống vậy đó. Chị cũng không biết là bên phường có liên quan gì với mấy người đó không thì chị không biết, nhưng mà bên phường thì có điện thoại cho đứa em rể là nói đứa em rể là giống như là mình phải đem đi gấp á chứ đừng có để lâu á. Rồi xong đó lúc đó là mấy người đó tới là mấy người đó nói là 27 triệu nhưng mà giờ là 11 giờ đêm rồi là phải cho nó thêm tiền bồi dưỡng thì nó mới đưa đi. Để bắt đầu là lúc đó là cho nó thêm 1 triệu nữa là 28 triệu. Rồi xong Phong Bụi biết là hôm đó về phải không? Là lúc đó mình thì giống như mình đưa đi rồi thì mình cũng không có biết tới cái chuyện mà làm hợp đồng hợp đồ vậy đó. Xong rồi cái đưa ông đi rồi xong mình cũng không biết cái vụ đó tới lúc ra phường mà nạp mấy cái giấy tờ để mà nói là bên phường bên gì đó bên quận bên huyện gì đó là huyện cho mình tiền lãi đó là kêu mình đi xin chào chú chứ con. Con chào chú. Chào hai chú chứ. Con chào hai chú. Rồi. Xong bắt đầu mình mới đi xin nó lại cái tờ giấy hợp đồng á. Mình xin nó tờ giấy hợp đồng bắt đầu nó mới đòi mình 4 triệu nữa đó rồi nó mới làm cái giấy hợp đồng cho mình. Rồi xong cái chị mới có trong nhóm đó là chị có một biết một cái thằng giống như là đi một nhóm vậy 4-5 thằng nhưng mà chị có biết một cái số điện thoại của cái thằng làm chung á. Cái chị mới kêu nó làm giùm chị là lúc đó nó lấy của chị 2 triệu. Là cái thằng đó nó không có nói chứ cái thằng trên của nó làm giùm của chị là nó lấy của chị 2 triệu. Rồi mấy lần chị đi lên đi xuống ở dưới quê chị làm giấy tờ chị đi mấy lần hết mấy triệu nữa mà tới giờ tiền đó chị cũng chưa có nhận được ở ngoài phường nữa, ngoài quận nữa. Em muốn hỏi rõ là trong cái bối cảnh lúc đó là chị thất nghiệp, anh thất nghiệp, giãn cách xã hội hết. Mình phải tận dụng những cái khoản nguồn tiền tích lũy thì để có được cái khoản tiền 20 mấy triệu mà lo cái mai táng cho anh á thì từ đâu có?
Dạ mượn của đứa em chồng, mượn của đứa em chồng xong rồi xong thì chị phải lấy cái tiền mà chị cúc với mấy người cái cho trả lại. Dạ tại vì đứa em thì lúc đó là nó nói nó phụ chị là lo cho anh, nhưng mà xong rồi nó cũng lấy lại cái chị mới trả lại đủ. Bây giờ là cái trong trong thì suốt thời kỳ dịch bệnh thì mình đã được nhận được những cái khoản hỗ trợ gì từ phía các chính quyền? Dạ ở ngoài phường thì giống như là lúc dịch thì lâu lâu cũng có cho gạo, có đồ ăn rồi trứng, rồi lâu lâu cũng có cho gạo, giống như mấy đợt này thì lâu lâu cũng có giống như mấy nhà hảo tâm á, mấy nhà hảo tâm người ta cho, rồi giống như là phường đưa danh sách lên, rồi bắt đầu là phường bên đó người ta gửi thư mời về, rồi bên phường đó mới đưa về cho nhà cho mình, mà không thì mình ra ở phường mình lấy, rồi xong mình đi nhận cho mấy đứa nhỏ. Giống như hôm rồi thì nó cho ba đứa ba suất gạo, rồi ba chai nước mắm, ba chai dầu ăn, rồi lâu lâu thì nó cho cái này cái kia, nhưng mà cái đó là phần nhiều là của mấy mộng thường quân á. Dạ người ta phải liên hệ cho bên phường với bên quận á. Dạ cái trong cái suốt thời gian mà chồng chị đấy ở nhà mà trong suốt gần 2 ngày đi ăn táng đấy thì là để anh ấy làm tiền gác à? Dạ đúng rồi. Thì ba mẹ con vẫn sống trong cái nhà đấy? Dạ vẫn ở trong đó. Dạ. Một trẻ con nó có phản ứng hay là nó có? Dạ không đấy. Nói chung là từ lúc anh mất tới lúc nửa tháng là test 5 lần liên tục, vừa test vừa mua que về test cũng có, mà đi ra ngoài test cái gì mà trăm mấy là triệu mấy gì đó cũng có, ra ngoài bệnh viện là test cái lúc mà dạ mà không có bị. Em cũng sợ là lúc đó em yếu là em sẽ cũng sẽ bị lại, nhưng mà em lại cũng không có bị. Mà lúc đó là thằng em chồng á là cũng chưa có bị lần nào hết, mà lúc đó nó trực tiếp nó lên nó bắt tay bắt chân cho anh, nó làm cho anh đó mà nó cũng không có bị. À. Bữa tối hôm trước khi mà chồng chị mất thì nấu cho ông ấy ăn món gì ạ? Dạ em vẫn nấu cháo trắng với thịt bằm. Dạ cũng nấu bình thường vậy chứ không có ăn gì lạ hết á. Không phải hỏi là ăn đồ lạ mà ấy, mà gọi là để xem nào. Và lúc cái buổi tối trước là anh cũng không hề biết là anh ấy sẽ mất đúng không? Dạ không, nói chung cũng bình thường, cũng nói chuyện bình thường giống như anh vậy đó. Tại vì cái chiều mà em được về á là trước nhà là giăng cái dây, cái lúc đó chị mới điện cho cái anh khu phố á, nói anh ơi giờ chị được về mà chị không có xe, rồi anh có thể cho chồng đi ra để qua chợ chị về được không. Cái nói anh mới nói vậy, chị kêu anh gỡ cái dây đi rồi ra chợ chị về. Thì anh cũng chạy qua bên chỗ khu cách ly á, là chở chị về nhà vậy, rồi cũng đứng đứng nhà bên này nhà bên kia cũng đứng nói chuyện với hàng xóm vậy đó, cũng nói đứng nói chuyện bình thường vậy đó, rồi bình thường vậy, rồi anh ngủ rồi anh đi luôn vậy đó. Anh ấy mất là năm 3 tuổi rồi. Dạ 39. Anh ấy là làm công ty gì nhỉ? Dạ anh làm bên khu công nghệ cao á ở Thủ Đức. Chị hiện nay đang làm, hồi đó chị đang làm gì? Hồi đó tới giờ cũng làm trong Bon Chen á. Công ty Bon Chen á, công nhân ở công ty Bon Chen á. Công nhân da dày. Da da á, da da ở Bon Chen á. Bon Chen. Bon Chen, công tập đoàn của Đài Loan á. Bon Chen. À Bon Chen. Dạ đúng rồi. Cũng rồi đợt này nó đang sa thải đấy, mà cũng may là không may mắn chị. Chắc là cán bộ cũng giống như cũng thấy là một mình em ba đứa nhỏ, rồi cán bộ mới cũng không có đưa danh sách lên á. Chứ nếu tính ra là so với tuổi, với lo, so với cái mức độ chị làm trong đó lâu rồi thì nó giờ nó cho chị nghỉ rồi nó nhận thêm 1-2 người mới vô á. Cách đây vài tháng khi mà Bao Giang nó đưa ra chính sách là sẽ phải cắt giảm công nhân. Dạ. Lúc đó cái tâm trạng chị như thế nào? Chị cũng sợ. Cũng sợ nghỉ rồi cũng không biết mình ra ngoài làm cái gì để mà lo cho ba đứa nhỏ. Nữa thì tại vì ở ngoài quê cũng giờ được ai, tại vì ba mẹ ruột của chị cũng già rồi, năm nay 70 mấy tuổi rồi, lớn tuổi rồi cũng không có làm gì nữa, đưa ra tiền nữa. Rồi còn ông bà nội thì mất hết rồi. Ngay lúc này thì mức lương của chị là bao nhiêu một tháng chị? Mức lương của chị bữa giờ nghỉ dịch tháng nào cũng có nghỉ 2 ngày. Hồi trước thì nó tính là phép dịch, giờ là nó tính ngưng công, không có hàng, rồi bắt đầu nó cho nghỉ một tháng 3 ngày 4 ngày gì đó, là ngày thứ bảy vậy đó.
Rồi ngày tháng thì 3 ngày, tháng thì 4 ngày chị lãnh được 9 triệu mấy. Giống tháng vừa rồi thì chị đi ở quê dẫn nhóc cho nó ra ngoài ngoại chơi là tháng này chị lãnh được 6 triệu mấy, 6 triệu 9 hay 6 triệu 8 gì á. Dạ. Trừ luôn đấy đúng không? Dạ đúng rồi. Mình bây nghĩ... giờ em đang phải nuôi ba đứa. Dạ. Đứa lớn nhất mấy tuổi rồi? Dạ đứa lớn nhất là lớp 9 lên lớp 10. Còn đứa thứ hai là từ lớp 5 lên lớp 6. Còn đứa nhỏ là lớp 2 lên lớp 3. Ôi, ba đứa ăn học như vậy. Dạ. Chết. Bây giờ có đứa nào ở đây với em không? Dạ có bé nhỏ, còn hai bé lớn đang ở ngoài ngoại. Dạ. Hè rồi hai cái... Hai bé lớn ở ngoài còn chị nữa. Dạ đúng rồi, hè em cho nó về ngoài ngoại chơi ông ngoại. Đang ngồi chị sống ông bà. Dạ. Một tháng em gửi về nhà đó anh chị. Có tháng thì em gửi được 2 triệu, tháng thì cũng có tháng thì 3 triệu. Lúc anh mất tới lúc mà mai táng là mất 2 ngày nằm ở trong nhà trọ này. Dạ không, có từ sáng tới 11 giờ đêm á. Ừ. Dạ, 11 giờ đêm là người ta tới người ta đưa đi á. Chị Cúc là hẹn tới sáng hôm sau. Nhưng mà bên phường cứ điện dục là kêu đem đi. Rồi cái bên đứa em nó mới điện, nó kêu ở ngoài vô để đem đi á. Nhưng mà lúc đó mấy đứa nhỏ nó ngồi bên thi thể cha như vậy, nó có sợ hay là nó như thế nào không chị? Vì trong cái khoảnh khắc đó là người ta sợ cái trường hợp nhiễm F0 á. Dạ đúng rồi, chị cũng sợ, nhưng mà lúc đó là chị có cho bé lớn lên à. Bé lớn lên ngồi một bên ba, chứ còn hai bé nhỏ chị không có cho lên gác đấy. Có cho bé lớn lên với chú em của chồng lên. Khi mà mai táng mất mấy ngày mới tới lượt anh thiêu chị? Đưa qua bên đó 3 ngày hôm sau mới tới lượt anh thiêu. 3 ngày là 4 3 giờ là nó điện thoại cho mình, là nó nói 3 giờ là nó đưa anh vô thiêu. Thì 4 giờ 15 gì là nó báo lại cho mình là giờ bên đội quân của nhà nước á, giờ nó vô nó giữ lại hết rồi. Chị vì liên hệ với bên đó mà lấy nớ của anh, tro cốt của anh cho, giờ em đưa tới đó mà giờ bên đó người ta giữ rồi, giờ em hết phần sự. Là lúc đó mình điện cho nó không bắt máy nữa, điện hoài nó không bắt máy. Lúc đó mấy chị em cũng sợ, nói giờ không biết là nó đưa anh qua bên đó thiêu xong rồi giờ nó không có đưa về lại, rồi mình không biết đường đâu mà kiếm hết. Bắt đầu điện cho chị Giang Kim Cúc hỏi là chị có biết, giống như có quen ai, có biết ai bên đó không? Bên đó cũng không biết. Điện cho bên chỗ mà mai táng cái gì Thiện Tâm gì đó cũng Nhật hỏi tâm. Dạ đúng rồi, cũng hỏi bên đó mà bên đó cũng không có biết số điện thoại của bên đội quân đội của nhà nước. Xong mấy ngày liên tục đi kiếm hết chỗ này kiếm hai chỗ khác hỏi, rồi người nhà thì cứ hỏi liên tục rồi đã kiếm được chưa, mà cứ hỏi không biết hỏi bao nhiêu người mà cũng không có manh mối gì hết á. Xong rồi tới hình như cũng hơn nửa tháng là bên quân đội nó đem tới tro cốt tới nó trả. Tại rồi lúc đó chị mới biết được đó, chứ không thôi chị cũng không biết luôn. Điện cho mấy đứa này thì bên mà nó nhận đi nó nói là chị, nó hết bên đường biết rồi, nó không biết bên đó là giờ ai nhận tro cốt của anh là nó không biết, nói cho vậy đó. Cái hôm nhận tro cốt thì như thế nào, em kể lại em hôm đấy. Hôm đó là có 4-5 người gì ở mặc áo quần bộ đội á, là đem cái dạ buổi chiều đem cái tro của anh về, rồi cầm theo là nhang với thêm một cái lẵng trái cây nữa vô bỏ bàn thờ anh á. Dạ. Lúc đấy là em đang làm gì? Dạ em cũng đang ở nhà. Sớm mình vẫn còn... Tức là người ta đến lên đầu ngõ người ta hỏi mình à? Dạ người ta tới đầu ngõ người ta hỏi nhà, xong bắt đầu người ta vô tới nhà. Dạ người ta vô tới nhà rồi người ta đặt cái hũ tro lên bàn thờ, rồi người ta đặt trái cây lên, rồi người ta thắp hương đã, rồi người ta mới ra về. Đấy là có ba mẹ con em, vẫn có ba mẹ con ở đấy. Dạ vẫn ba mẹ con ở đó. Không, lúc đó là em chồng cũng đang còn ở đó, tại vì lúc đó là đang chỉ thị 16. Rồi cái người ta chưa có cho em chồng về. Khi mà cha mất á, chắc có lẽ là ba đứa nhỏ nó bị tổn thương lắm. Thì đứa nào là cái đứa mà nó có nhiều cảm xúc nhất trong
Bé lớn là hình như từ lúc ba mất tới giờ là ít nói chuyện lại, không có đi ra ngoài luôn nữa, là cứ vú ngồi ở trên gác không à, giờ đi về ngoài ngoại cũng vậy nữa, đi đâu cũng vậy hết, không có đi, giờ mà có nói lắm đi thì đi, giống như bữa hè người ta tổ chức đi chơi đó, nói lắm thì đi, nhưng mà đi tới đó rồi ngồi đóng đó chứ không có đi chơi, ít nói chuyện lại, ít nói chuyện với mẹ nữa, mẹ hỏi cũng ít nói chuyện lắm, về là phần nhiều là nhốt mình trên gác. Nó là con trai hay gái? Dạ ba đứa con trai hết. Khi nãy chị xem lại cái hình ảnh cách đây 2 năm trước, chị nhớ lại cái khoảnh khắc đó, cái giai đoạn là chị ám ảnh nhất. Chị cứ ám ảnh nhất là mỗi buổi sáng chị dậy, ngủ dậy chị hay sờ từ người mấy đứa nhỏ là nhiều nhất. Tại vì hồi đó là chị cứ ám ảnh lúc mà chị lên gác là anh bắt. Chứ giờ mà mỗi lần buổi sáng ngủ dậy, chị ám ảnh nhất là buổi sáng ngủ dậy. Cái khoảnh khắc mỗi buổi sáng là người ta có năng lượng nhiều nhất. Dạ đúng rồi. Đối với chị là nó sợ hãi nhất. Đúng rồi, mỗi buổi sáng dậy là lúc nào cũng sờ người ba đứa nhỏ trước. Cái lúc mà ví dụ như là lúc lên gác kêu chồng vào thì lúc đấy là thấy người làm sao? Lúc đấy em thấy là người anh cứng ngắt luôn á, dạ không biết là anh mất lúc nào nữa mà người anh cứng đơ vậy đó. Em lúc đó là chỉ biết khóc với la thôi chứ cũng biết nói gì ngoài hết á. Gọi hàng xóm không có một ai chạy sang được hết, lúc đó nhà ai người ta cũng sợ, người ta đâu có dám sang đâu, không có một ai tới hết á. Điện thoại cho mấy đứa em chồng mãi có chục 15 cuộc gì đã rồi, lúc đó vì mới có một đứa em gái bắt máy, lúc đó cũng không biết là tụi nhỏ đứa đó đang làm gì hay là bệnh công chuyện gì thì chị cũng không biết nữa, mà điện thoại quá trời luôn á, mà một mình lúc đó vừa sợ nữa. Đúng rồi, mình đúng không? Dạ đúng rồi. Lúc đó là ở đối diện với cái bà hồi nãy chị cho hai cậu vô đó. Bà ngồi bên nhà bà nghe bà nói không biết có chuyện gì bên nhà mà nghe bé nó la nó khóc quá trời luôn á, nhưng mà hàng xóm chỉ đứng bên đó hỏi vọng qua thôi chứ không có dám. Không có dám qua. Chị 16 không nhỉ? Dạ đúng rồi. Vậy thì khi mà chị thông báo cả xóm trọ là chồng bị dương tính và mất trong nhà trọ. Dạ. Thì mọi người phản ứng như thế nào? Nói chung là mấy người gọi điện hỏi thăm, với là lúc đó là gọi điện cho cái anh khu phố là đầu tiên, anh ở sát nhà đó luôn á, con của bà ở sát nhà á. Mấy ngày em đi cách ly cũng nhờ bà mẹ của anh khu phố á, là nấu cơm rồi nấu đồ ăn đem qua bên đó dùng, rồi anh mới gọi điện cho mấy người là tới giăng dây rồi tới nói là có người gần nhà bị mất Covid đâu vậy đó. Rồi quanh xóm thì người này gọi điện, người khác gọi điện hỏi thăm, rồi người thì nhà thì cho 200, người thì cho 1 triệu, người thì cho 2 triệu, rồi người thì cho trứng, cho rau củ gì thì hàng xóm có gì người ta cũng gửi người ta cho. Nhưng mà giống như sắp tới bỏ trước cửa rồi đi về, rồi giống như tiền của ai thì ghi tên á, rồi gửi ở trước cửa. Cái hồi đấy em thuê trọ ngoài kia là 1 tháng bao tiền? Dạ, ở ngoài đó là 1 tháng 3 triệu 8. Bây giờ? Giờ ở đây là cả điện nước luôn là 2 triệu 2. Sao bàn thờ chị để cao như vậy? Lúc trước thấp mà giờ qua bên này chật quá rồi chị bỏ cao lên á, để cho nó đỡ choám chỗ lại bớt á. Nhìn anh còn trẻ ghê á. Dạ đúng rồi, anh trẻ măng à. Ở đây ai cũng nói anh tuổi thì lớn tuổi mà nhìn hoa, anh trẻ. Em mới mua rồi chuẩn bị lấy cho chồng nha. Dạ không, cái hoa đó hoa giả. Dạ. Nhà em có đạo không? Dạ có, anh bên đạo Thiên Chúa. Dạ. Còn chị? Chị thì bên chị... đạo Phật, nhưng mà chị lấy anh là chị theo đạo của anh á. Đúng rồi, là phải lấy kết hôn là phải theo đạo. Dạ đúng rồi.
bên đảo là mình phải học hôn phối. Anh là quê ở đâu nhỉ? Dạ, quê thì Thừa Thiên Huế, gốc là Thừa Thiên Huế. Dạ. Hai người gặp nhau trong này rồi. Dạ, gốc thì ở ngoài đó nhưng mà giờ gia đình thì ở Đồng Nai. Long Thành. Dạ, Long Thành, Đồng Nai. Cái đường mà cái hướng mình đi về Vũng Tàu á. Con nhóc nhỏ nó hỏi chị là ngày mai là đám giỗ ba, rồi mẹ có đưa con về dưới dưới mộ ba không? Nói giờ có mình mẹ mà đi xe máy thì từ trên này về dưới đó thì mẹ chạy xe máy không có nổi, mà thuê xe thì tới 1,5 triệu. Thì có hai mẹ con, là lúc trước có hai anh nữa thì đi về, giờ có hai mẹ con mà đi về thì hết 1,5 triệu rồi, gần hết là 1 tháng tiền trọ rồi. Nói thôi hẹn năm khác đi, rồi anh có anh nữa rồi về. Cho nên là năm nay có mình mẹ với con à. Vậy thì ngày mai chị sẽ chuẩn bị như thế nào để lo cái đám giỗ của anh? Ngày mai thì giờ hai đứa lớn nó về ngoại rồi, chị mua trái cây với những món mà hàng ngày mình ăn cơm mà anh thích thì chị làm thôi, chứ chị không có làm lớn. Năm ngoái cái giỗ đầu tiên của anh thì chị đám giỗ cho anh như thế nào? À, cái giỗ đầu tiên của anh thì chị làm được 6 bàn chị làm ở đây luôn, nhưng mà chị là cũng có kêu mấy người tới làm cái rạp ở trước trước đường á, tại vì cũng cái năm đầu tiên cũng là cái lần mà chị muốn trả ơn mấy người hàng xóm là lúc mà ánh mắt á giúp đỡ mình á, rồi chị cũng làm cái được 6 bàn rồi chị mời mấy người hàng xóm á. Để mà từ lúc mà anh mất là mấy người hàng xóm đây cũng giúp đỡ nhiều á. Dạ. Vì lúc mất là trong cái 28 triệu đó, ở xóm làng trong cái xóm trọ này á, người ta quyên góp được bao nhiêu chị? Trong xóm trọ cho được 4 triệu. 4 triệu với mấy chị có cho là trứng, thịt, sữa. Dạ. Trứng, rau rồi vậy. Rồi lúc đó là bên bên giờ là bên nhóm của chị Cúc á, nhóm chị Cúc là chị Cúc đưa cái số điện thoại của chị lên, rồi có mấy người là gửi đồ ăn, rồi gửi mì gói, gửi bột ngọt, đường, nói chung là đợt đó người ta gửi cho chị nhiều gì đó. Củ hành, tỏi, rồi nói chung là người ta gửi đủ thứ. Dạ đúng rồi, người ta gửi, dạ đúng rồi, người ta gửi đủ thứ hết luôn á. Dạ. Rồi người ta chỉ có ghi tên thôi, ghi tên người này người kia, chẳng hạn 6 người trên cái thùng mì á, rồi chứ cũng không có ghi địa chỉ, không có ghi ở đâu hết. Chị ghi tên là chẳng hạn giống như không có ghi nguyên họ tên, chỉ ghi một mình cái tên thôi. Dạ, gửi tới cho vậy đó. Bây giờ hỏi em là cái tương lai của ba mẹ con em định tính như nào? Thì giờ em cũng đang phân vân, giờ cũng không biết là giờ nên về ngoài ngoại hay là nên ở trong này. Về ngoài ngoại thì ở ngoài miền Trung thì anh biết rồi đó, mưa nắng, mưa thì nhiều mà nắng thì nắng nắng thiêu luôn á, không có làm được gì hết, mà mưa thì mưa ròng rã. Nên chứ giờ thì nói chung là ở lại trong này được hai ngày nào thì hai ngày đó vậy đó, chứ giờ mà về ngoài đó thì mình không biết làm gì để mà lo xoay đủ cho ba đứa nhỏ. Tức là cái hoàn cảnh của em có lẽ cũng là một lý do mà người ta sẽ tạo điều kiện cho em, đúng không? Dạ. Tại bữa bên cái kết nối của cái mạng FPT ở Đà Nẵng á, là nó có liên lạc. Liên lạc là kêu thôi chị cho ba đứa về ở ngoài đó, là bên cái mạng FPT á, đúng rồi, là nó sẽ hỗ trợ nuôi ba đứa nhỏ cho chị ở ngoài đó. Mà chị thấy bé lớn, hai bé lớn thì được, chứ bé nhỏ nó đang còn nhỏ quá, rồi giờ nó đã mất tình thương của ba, không có ba rồi mà giờ cho nó ra ngoài đó thì thấy tội. Những cái đó là phần nhiều là người ta cho, bàn đồ cũng vậy nữa, người ta xài rồi giống như không có thấy cũ rồi người ta thay mới, cái bắt đầu người ta cho. Nỗi ký ức của chị nó toàn là ký ức đau buồn không à, chị bỏ đi chị về ngoài đó
chị cứ vô chị cứ hiện giống vậy, mà nửa thì muốn về mà nửa thì không muốn, tại vì về ngoài đó mình không biết làm cái gì để mà có tiền á, thôi cái đang lưỡng lự. Kia hồi hai vợ chồng còn có cái ảnh cưới nào không? Dạ còn cái hình cưới anh, còn cái hình cưới lớn em đem ra qua em có bỏ ở trên này mà trong máy điện thoại em ít nhất cũng có. Vẫn còn giữ lại đúng không? Dạ. Mà đấy cái buổi sáng mà bị ám ảnh buổi sáng nhỉ? Em gì ám ảnh nhất là lúc cái buổi sáng đó thôi à. Sáng nào hồi giờ còn đỡ, còn lúc trước á sáng nào cũng vậy, cũng rờ người của tụi nhỏ hết á. Lúc đấy mà chẳng mang là đúng mất đúng cái ngày mà đáng lẽ được đi đi thích người Covid, thật là cay đắng. Là cái ngày đó luôn á. Em là bị Covid là nhưng mà một tuần là khỏi là được về đúng không? Dạ đúng rồi, em bị mà giống như là em cũng tưởng em qua bên chỗ cách ly bên đó là em cũng tưởng em đi luôn á. Tại em lấy hai hơi em thở đường có hơi, em lấy hai hơi em thở đường hơi vậy đó. Xong bắt đầu giờ là cũng giờ cái mẹ của cái anh ở khu phố này nè, bà mà nấu nước dừa rồi bà nấu cơm. Chứ ở bên đó ăn cơm thì nó khô khan lắm, nó không có đồ ăn ngon đó mà nó cơm nó khô nó. Xong rồi cái bà ngày nào bà cũng nấu cơm, xong bắt đầu cháu bà có một đứa thì làm ở bên nhân quân á, rồi cái nó mới đi lại được, bà mới giờ nó xách qua. Chứ không là em mà ăn cơm ở ngoài không là em cũng đi luôn á, nhưng mà em ráng em ăn lắm. Hồi đó hai vợ chồng ốm mà anh cũng ốm á, sau này anh mới mập á. Chị biết một trong hàng chục ngàn gia đình đã có thân nhân mất trong đợt dịch Covid, và hiện giờ một thân chị phải mạnh mẽ hơn để có thể nuôi ba đứa con. Hy vọng qua đoạn video này mọi người hiểu hơn hoàn cảnh của chị mà tiếp sức cho chị để có thể nuôi ba đứa con ăn học đến nơi đến chốn.